17 lần bước lên chấm đá phạt đền cho Al Nassr, 17 bàn thắng đã được ghi mà không có bất cứ sai sót nào. Cristiano Ronaldo đang viết tiếp câu chuyện dưỡng giả đẳng cấp của mình tại đất nước Trung Đông đầy nắng và cát. Có thể vẫn còn đó những tranh cãi về việc Al Nassr tạo điều kiện thuận lợi để CR7 gia tăng số bàn thắng của mình lên mức tối đa. Nhưng chẳng ai dám nghi ngờ việc huyền thoại người Bồ Đào Nha tận lực trong thi đấu và bàn thắng đến như một sự thừa nhận rằng Ronaldo vô cùng khác biệt tại Saudi Pro League. Trước đối thủ Al Weda ở vòng 5, đã có những phút giây siêu sao 39 tuổi ngập ngừng trong lúc chạy đà. Dẫu vậy, cú sút 11m của Ronaldo lại cho ra quỹ đạo bài khó chịu. Và để rồi anh dễ dàng đánh bại thủ thành Abdullah Al-Owasser, ghi bàn trên chấm penalty lần thứ 2 trong hai trận đấu liên tiếp cho Al Nassr. Và sau khi ghi bàn, Ronaldo không ăn mừng theo phong cách siêu quen thuộc mà lại nhảy chắp hai tay vào trước ngực. Sau đó, anh giơ hai ngón trỏ lên trời với hàm ý dành tặng bàn thắng này cho những người thân yêu đang theo dõi CR7 từ thiên đường. 903 bàn, thêm một kỷ lục nữa được xác lập bởi Ronaldo vì anh sẽ mãi là người dẫn đầu thế ở khoản thống kê cá nhân. Trong đó, Al Nassr đã được chứng kiến Ronaldo chỉ mất tầm 2 mùa rưỡi để đạt được cột mốc 70 bàn sau 77 trận. Thành tích kể trên chưa từng có bất cứ ngôi sao nào chuyển tới Saudi Pro League chơi bóng mà nắm giữ được. Nó đơn giản đang biến Ronaldo trở thành ngôi sao số 1 của giải đấu này. Và có lẽ, việc có một cầu thủ chơi bóng bên ngoài châu Âu lại liên tục được xướng tên với những ngôi sao đạt phong độ đỉnh cao tại lục địa già đã không còn là xa lạ. Ronaldo vô tình mở ra một chương mới hoành tráng đó, mà chính là tài năng bất chấp tuổi tác của chính anh. Tính luôn bàn thắng vào lưới Al Weda, CR7 đã có được tổng cộng 30 bàn thắng trong năm dương lịch 2024. Anh chỉ còn kém mỗi tiền đạo Victor Gyökeres của Sporting Lisbon, người đang có 36 bàn. Thậm chí, thành tích của Ronaldo đang ngang bằng với Kylian Mbappe và hơn các chân sút nổi bật của châu Âu như Harry Kane hay Erling Haaland cùng được 29 bàn. Rõ ràng rất khó để ngăn cản Ronaldo dừng việc ghi bàn bởi Al Nassr đang trở lại mạnh mẽ tại Saudi Pro League khi tân huấn luyện viên Stefano Pioli có đủ đội hình ở trong tay. Khi đối thủ theo kèm huyền thoại 39 tuổi quá chặt, đồng đội của anh sẽ có nhiều không gian để chơi bóng hơn. Và như những gì đã diễn ra, hậu vệ đối phương khi lâm vào thế bí thường xuyên phạm lỗi trong vòng cấm để cho Ronaldo được thoải mái hưởng phạt đền. Ngược lại, chỉ cần lơ là khi bỏ qua CR7, chính anh sẽ tìm cách len lỏi vào khu vực 16m50 và ghi bàn. Điều này đang diễn ra như cơm bữa và cũng chưa cần liệt kê đến các siêu phẩm đá phạt bên ngoài vòng cấm của Ronaldo. Nếu gộp hết tất cả lại, Ronaldo có thể được gọi là mẫu trung phong hoàn hảo nhất mà Al Nassr may mắn sở hữu. Từ đầu năm 2023 đến nay, huyền thoại người Bồ Đào Nha đã có đến 22 bàn thắng trên chấm đá phạt đền ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý là trong cùng quãng thời gian, đại kình địch Lionel Messi chỉ có được một bàn từ penalty. Chẳng cần phải nói thì cũng dễ dàng nhận ra, thể trạng đang trở thành sự chênh lệch khá lớn giữa CR7 và M10 vào lúc này. Với El Pulgar, anh đã bị tuổi tác bào mòn cơ thể dẫn tới những chấn thương làm ảnh hưởng đến tần suất ra sân. Ngược lại, Ronaldo luôn thi đấu trọn vẹn 90 phút hoặc hơn ở cả 5 vòng Saudi Pro League liên tiếp để ghi được 4 bàn và 1 kiến tạo để đưa Al Nassr lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mùa giải 2024-2025 đang cực kỳ khắc nghiệt ở giải đấu cao nhất xứ Ả Rập. Trước kia, Al Nassr chỉ có duy nhất một đối thủ nặng ký cho chức vô địch là Al Hilal. Nhưng với những đồng tiền từ Trung Đông tiếp tục bành trướng trên thị trường chuyển nhượng, Al Ittihad, Al Ahly đang trở lại đường đua bằng những ngôi sao đẳng cấp đến từ châu Âu. Nên từ giờ, Big Four của Saudi Pro League đã được hình thành và Ronaldo cùng những người đồng đội lại tận dụng tối đa những điểm số có được, đồng thời tránh mắc sai lầm mới mong Al Nassr lên ám cúp vào cuối mùa giải. Điều này đến từ quá trình nỗ lực cải thiện không ngừng của bản thân Ronaldo khi CR7 liên tục đặt ra những cột mốc, mục tiêu mới để chinh phục. Có thể những chiếc cúp vàng tại Saudi Pro League đang là thách thức khó nhằn trong sự nghiệp của huyền thoại 39 tuổi, nhưng không vì thế mà khiến anh bỏ cuộc giữa chừng. Khác với hai mùa giải trước đó, Ronaldo không còn quan tâm quá nhiều đến danh hiệu vua phá lưới. Thậm chí, CR7 chỉ đang xếp ở vị trí thứ 3 sau những ngôi sao như Mitrovic và Benzema. Bù lại, đội trưởng của Al Nassr lại lựa chọn đóng góp vào lối chơi chung nhiều hơn để giúp cho câu lạc bộ giành được chiến thắng. Những hy sinh đó không có nghĩa là Ronaldo giảm đi tần suất ghi bàn của mình, do lúc nào anh cũng trở thành tâm điểm trong mỗi đợt lên bóng của Al Nassr. Giờ đây, Ronaldo đang đi đến giai đoạn chấp nhận mọi điều tiêu cực, giới mô điều hướng về mình, giống như cái cách mà Antonio Carrasco cho rằng CR7 ghi được nhiều bàn thắng nhưng không biết cách chơi bóng. Nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì với Ronaldo khi anh vẫn muốn tạo ra nhiều cột mốc vĩ đại trước khi dã từ sân cỏ. Chỉ cần ghi thêm 97 bàn thắng nữa thôi, huyền thoại 39 tuổi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
Các thống kê chỉ ra rằng Ronaldo có thể làm được điều này nếu như anh có thêm 2 năm chạm cột mốc trên 50 bàn như năm 2023. CR7 nhìn chung vẫn có đủ thời gian, chỉ cần anh đảm bảo và duy trì được sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu. Nghiêm túc tối đa với cơ thể, tuổi tác gần như chưa thể đánh bại Ronaldo vào lúc này. Đứng trước những kỳ vọng to lớn, những người khác có thể bị đè nặng vì áp lực. Nhưng thay vào đó, nó lại chứng tỏ một nguồn động lực bổ sung cho tài năng với đầy cảm hứng mà Ronaldo đang trình diễn. Cứ mỗi giai đoạn tuổi tác Ronaldo, anh lại càng chứng minh khao khát mãnh liệt để vượt qua những khó khăn. Và qua đó khiến CR7 trở thành hình mẫu cho tất cả những ai có mục tiêu đạt được sự xuất sắc. Sự chăm chỉ, cống hiến và niềm tin kiên quyết vào bản thân đã là nhiên liệu tên lửa đưa Ronaldo lên vị thế bất tử trong môn thể thao mà anh yêu thích. Giống như cái cách Ronaldo chọn đến môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ như Ả Rập Xê Út cũng đem đến vô vàn những thách thức và trở ngại. Nhưng đổi lại, huyền thoại 39 tuổi sau này sẽ được nhắc đến như một siêu sao đến ở độ tuổi dưỡng già và vẫn còn đem đến sự hấp dẫn mỗi khi bóng nằm dưới chân anh. Không ai đánh thuế được giấc mơ, Ronaldo đang mơ về chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr. Sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli sẽ tiếp tục kinh qua những loạt trận căng thẳng ở cả giải đấu quốc nội, King Cup, AFC Champions League. Nhìn chung, chưa có gì chắc chắn Al Nassr sẽ đến gần với các danh hiệu và họ sẽ phải nương tựa nhiều vào phong độ của các ngôi sao. Duy chỉ có Ronaldo, người sẽ không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Quyết tâm gặt hái thành công của Al Nassr mới là những gì mà CR7 mong muốn nhất. Con đường dẫn tới thành công thì chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Huống chi Ronaldo đang bước từng bước trên vùng cát nóng đến rát rà để hy vọng vào một chiến thắng. Có lẽ hành trình gian nan này rồi cũng sẽ có kết quả. Tuy nhiên, để nó ra sao thì huyền thoại người Bồ Đào Nha cần phải vững tin vào bản thân anh thêm một thời gian nữa. Là hình mẫu của nhiều ngôi sao trẻ, Ronaldo có vô số lần tự nhận lấy những sự nghiệt ngã trong bóng đá. Bất chấp tất cả, CR7 sẽ tìm cách quay trở lại vào đúng thời điểm tất cả đang hoài nghi về anh. Và nên nhớ rằng Al Nassr đã thi đấu bết bát ra sao ở đâu mùa giải 2024-2025. Bà lãnh đạo thậm chí đã sa thải huấn luyện viên Luis Castro với mong muốn mang về những thương vụ ngoại binh trẻ. Và cuối cùng, Al Nassr đã quay trở lại quỹ đạo để cuộc đua Saudi Pro League thêm phần hấp dẫn hơn. Và cũng đừng quên rằng đội trưởng Ronaldo đang trong cơn khát danh hiệu hơn bao giờ hết. Và Al Nassr bao giờ đạt được thành công? Chính xác là cách CR7 đi tìm câu trả lời. Giấc mơ về danh hiệu cao quý và kỷ lục ra 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo sẽ thâu tóm tất cả bằng những màn trình diễn tiếp theo của anh. Hãy cùng chờ xem huyền thoại 39 tuổi và Al Nassr sẽ khép lại mùa giải năm nay mỹ mãn như thế nào.